Dạ Thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang xem trên kênh nha. Thì hiện nay thì Thái đang có mặt tại ngôi nhà của người cha dượng là anh Nam đó cô chú anh chị, đã tác động hai mẹ con mà hôm qua nay là mấy anh em cũng chia sẻ gầm gộ ngày hôm qua tới bữa nay, thì cũng gây cái sự phẫn nộ trên cộng đồng mạng đó. Thì bây giờ là em đang có mặt tại nhà của anh Nam nè, ở người cha dượng đó cô chú anh chị. Và hiện nay là hai bà con chia sẻ là hiện nay là anh Nam không có ở nhà đó, thì mấy anh em sẽ đi xem những người lân cận ở đây, hàng xóm ở đây, thì xem cái câu chuyện này nó như thế nào. Thì ở cái địa phương này đó cô chú anh chị, thì cái tên Nam này thì cũng rất là hổ báo luôn, nên là những bà con hàng xóm người ta muốn chia sẻ thì người ta cũng không có dám mà ra mặt cô chú anh chị. Nên là Thái sẽ bảo vệ những cái hình ảnh cho bà con ở hàng xóm ở đây, thì để cho bà con mình chỉ lên tiếng thôi về cái câu chuyện của cái tên Nam này như thế nào. Còn về hình ảnh thì Thái sẽ xin phép tất cả quý cô chú anh chị là Thái sẽ không có đưa hình ảnh của tất cả những bà con hàng xóm ở đây, tại vì người ta cũng sợ liên lụy đó cô chú anh chị. Rồi bây giờ hãy mời cô chú anh chị vào mình xem video nha. Em chào chị nha. Thì em cũng biết chị đang ở cái khu vực gần của ông cha dượng mà mới xảy ra cái vụ việc mà có vấn đề quánh hai mẹ con á. Thì chị có biết về cái ông cha dượng này trước kia như thế nào không chị? Thì nó nhậu tối ngày, ai mướn gì thì làm đấy, nhưng mà nó xỉn thì nhiều hơn là làm. À, cũng như là ảnh tối ngày anh cứ nhậu nhẹt đồ không ha? Nó quýnh cũng nhiều lần nhiều. Rồi, nó quýnh cũng nhiều lần rồi, chứ không phải là mới đây. À, như là xem như là chị được biết là đúng trải qua nhiều lần là bị anh chồng này là quýnh cũng nhiều lần. Đúng chị rồi. Chị có biết cái vấn đề mà nhiều lần quýnh đó rồi, người vợ này có cầu cứu hay là có như thế nào không chị? Không. Không có cầu cứu, không cầu cứu ai hết trơn á. Còn cái chuyện cái đứa bé gái nữa thì cái chuyện bé gái thì nó sợ, nó bỏ nó đi. À. Nó bỏ nó đi lên đây nè, nhưng mà nó đi rồi và mẹ nó đi kiếm nó về, tìm nó về kêu nó bị quýnh chồng mày chết luôn, mày cũng phải ở ngõ mà chịu. À, ý là người mẹ nói với nhau. Mẹ nói với bé gái à. Cho kỳ, tự nhiên con mình bị cha dượng quýnh kiểu vậy mà còn nói câu nghe nó không cho đi, đứt ruột vậy. Không cho đi. À, là nhà sự... con bé gái đó nó sợ dữ lắm, nó không như là mẹ đâu thì con đó thì mẹ bắt về theo mẹ nó. Rồi theo chị biết là cái anh này là từ xưa giờ anh có vợ nhiều không hay chỉ có mới có chỉ có chị này thôi? Trước là có bà vợ rồi nhưng mà bị sinh non mất rồi. Là lúc trước là cũng trải qua một đời vợ. Trải qua một đời vợ. À, mà sao mất chị có thể sinh non trước là cái người trước cũng bị đánh đi gian vậy đó. À, rồi sau này sinh non rồi giờ chết. Như là lúc trước là anh này cũng từng có một đời vợ rồi cũng đánh đi gian vậy đó, cũng có việc đánh đập đồ này kia. À, đánh đi gian vậy đó là có nghĩa là trong thời gian mà người vợ lớn đó là mang bé bi trong bụng là chồng cũng có đánh đập. Có. À, rồi xong rồi vợ sinh non và ra đi luôn. Ra đi rồi. Rồi, ghê vậy. Rồi cái khoảng khắc ra đi đó lâu không chị? Khoảng 3 tháng là nhỏ này về. À, là mà ra đi khoảng tầm chừng 3 tháng là cái người vợ sau này là về ở ha. Rồi chị thấy cái người vợ sau này cũng có làm ăn vô. Không biết nó làm gì mà thấy nó thì nó cũng xỉn xỉn giống vậy đó. À, không biết nó làm nhậu gì. Luôn ha. Cũng nhậu vậy đó. Chắc nhưng mà ha. Mình không biết nó làm gì thì mình không có biết, mình lo buôn bán không mà đâu có theo dõi người ta làm gì. Rồi em nghe nói là anh này anh nhậu vô anh cũng hay thường thường có cái sự việc là xảy ra vấn đề cũng như là có cái việc đánh người này người kia, cái chuyện đó có mà bình thường nó hiền khô à, mà nó nhậu vô thì nó quạng gì đó. Rồi cũng có xảy ra chuyện đánh người này người kia luôn ha. Có. Chị là ở xóm này ai cũng sợ hết hả chị? Sợ sao không sợ, tôi cũng sợ, nào quay tôi lên nó bập tôi luôn. Cả xóm là khiếp sợ luôn, biết bập tôi luôn á. Đưa tôi lên nó gặp tôi nó bập tôi luôn. Đó, mình có sao nói vậy chứ đâu mình nói sai gì đâu mà sợ. Nói chung mình sống có pháp luật chị ơi. Ví dụ mình thấy cái sự việc thì cũng muốn tìm hiểu câu chuyện để cho mong anh này cũng như hoặc là như thế nào để cho có cái biện pháp để sau này anh tiếp diễn sao không. Bây giờ nó đã như vậy rồi sau này đâu biết chừng được đó. Thì cũng như tụi em đến đây trước hết thì cũng biết chị đồ dân địa phương ở đây thì cũng muốn hỏi thăm đồ coi
như thế nào để cho bà con đồ người ta cũng biết về cái trường hợp của anh này. Và cái việc mà anh này mà mấy lần nhậu xỉn đánh người ta rồi, chị có khi nào mà chị biết được là anh đánh người ta như thế nào không? Có nhớ có một lần nó đánh cái thằng khùng đó à. Mà thằng khùng nó hiền khô à, mà thằng khùng đó nó đi thì nó lảm nhảm, nó nói là chữ nó. Nó đánh mình đó. Đánh đó rồi nó khùng thì đánh lại. Nó đánh lại thì nhập viện. À cũng như là đó nó bị nó bị khùng. Nói chung là nó không được bình thường. Không được bình thường, chọc tới nó. Xỉn quýnh khùng. Xỉn quýnh khùng. À thằng khùng, thằng khùng nó dứt lại. Khùng bước lại. Có khi nào mà anh đó là quánh như một người bình thường đó. Có mà không có quýnh được mấy người bình thường, mấy người ta chạy mất tiêu hết trơn mà. Mà em nghe nói á là bà con ở đây người ta cũng nói về cái việc anh này cũng từng như quýnh chú bác gì của ảnh không ta? Nếu mà ấy thì xuống như đó, tại sao mình ở gần đó người ta biết, còn mình biết ở trong cái khu vực của mình thôi. Là nó như là nó tới là người ta chạy mất tiêu trơn, đâu để nó đánh. À, ý là mỗi lần thấy anh đi tới là thấy là mất tiêu rồi. Người ta đi rồi, người ta, người ta giãn ra rồi, ta đâu để cho nó đánh. Chị tính ra anh này cũng hậu báo lắm mà. Nhưng mà lúc mà có rượu vô thôi chị. Còn bình thường là hiền đúng không? Bình thường thì... Và hồi sáng thì có những chú hàng xóm ở đây có chia sẻ là cách này mấy ngày hay là gì đó là có con bé nó chạy lại nó khóc không chị? Có. Có là bé con của cái chị của cái người sau đó. Lại khóc lại cầu cứu mấy chú ở đây hay nó sao chị? Nó không cầu cứu nhưng mà nó nói đánh quá nó chịu không nổi. Thành ra nó bỏ nhà nó đi. Nó đi giờ hồi mẹ nó lên bắt nó về. Mà sự việc đó xảy ra lâu chưa chị? Mày cũng hơn tuần. Cũng mới đây thôi hả? Mới đây. Mà sao đến nỗi đã vậy, đáng lẽ mình làm mẹ mình phải đưa con. Ơi lúc đó nó bị quýnh tùm lum mình mẩy nó luôn á, con nhỏ mẹ nó bị quýnh tùm lum mình mẩy luôn, máu dưới đầu gối không có, mà đây cũng có tùm lum luôn. Là lúc đó chị thấy luôn hả? Thấy luôn. Nói chung là người mẹ cũng vậy luôn. Nó lên nó kiếm con là mình mẩy nó có máu sẵn rồi, là bị quýnh đổ máu tùm lum rồi mà nó không có báo công an đâu. Mà bé nhỏ mới 9 tuổi mà ra cầu cứu hàng xóm là nói như vậy luôn, nó bỏ nhà đi luôn. Đúng rồi, bỏ nhà đi luôn. Thì theo bà con chia sẻ đây là hai vợ chồng đều là nhậu. Đúng nói chung rồi. Là sáng xỉn chiều say ha. Đó. Mà cái việc mà mình thấy như cô chia sẻ cái việc mà con mình bị đánh vậy đi cầu cứu hàng chồng xóm mà tại sao mình nói hôm nào mà lại tiếp tục nó cũng bắt về. Nó nói nó đánh cho mày chết cũng dán mày chịu. Trời ơi. Được đi. Kỳ cục vậy trời. Kỳ cục quá. Nói chung tụi em bởi vì cái lúc mà tụi em là tội con nhỏ bé đó đó. Nếu cái mà... lúc mà tụi em đến chia sẻ là hỏi là chị có cái mong muốn gì với cái người chồng không á thì nói là muốn được bình yên. Đúng rồi. Không phải đó. Là không có giống như là theo mình á. Theo mình là mình nói là phải nhờ cơ quan chức năng vô cuộc này kia để mà xử lý này kia. Nó không có thừa đâu. Nó không có thừa. Mà nó thừa là hốt lâu rồi, đâu có thừa đâu. Nếu mà vậy sao không có biện pháp mà người mẹ đưa con mình gửi về cho bên bà ngoại giữ ha. Chứ để đây để cha dượng mà đánh đập cỡ đó mà. Nó đi đâu rồi nhắc con theo đó. Là cũng như là đi nhậu cũng dắt theo luôn. Đúng rồi. Trời ơi, cho kỳ vậy. Mà thường thường là nó nhậu ở nhà nó không à, chắc có đi ở ngoài. Cũng hay chồng nhà nhậu vậy á, đưa đôi luôn. Thưa đôi quá khi... chắc có khi nào chị nghĩ rằng do chắc vợ uống yếu quá chồng không biết thôi tới đây được rồi đừng có quay nữa em tôi nói chữ tôi chứ thì nói chung em cũng tụi em cũng muốn chị chia sẻ những gì mình biết thôi để mong nhất là để cho mọi người hiểu rõ cái câu chuyện ngay cũng nếu mà cầu mong cho cơ quan cũng có cái biện pháp nào đó cứ để vậy đâu được đặc biệt đứa nhỏ. Và mình đây là người dân, mình có quyền lên tiếng và mình biết rồi sao bức xúc cũng như là câu chuyện gia đình của gia đình này có sao mình biết sao mình nói vậy chứ mình không nói thêm, không nói bớt nha chị. Đó, đúng không? Tại vì mình là việc thật, mình có thấy sao nói vậy mình không có thêm vấn đề nào cả. Con người mà. Cho nên những cái lời góp ý của bà con mình ở đây là góp một cái phần cho nó sạch nó ngoài xã hội. Nhiều khi anh nghe được những cái lời chia sẻ chị ạ. Nhủ lòng anh suy nghĩ lại sao đúng không anh thay đổi người được sao là nó chém luôn không sợ hả sợ chém luôn rồi lại mà tới ghê vậy ở xóm này ta là gọi là khiếp sợ tên này đó khiếp sợ tao nói mà đi thấy xa là bỏ đi hả chị lo né hả né không chỉ có mấy người không bình thường ta mới không né thôi bởi nói rằng xỉn quất khùng đó hai thằng quất nhau tơ bờ lên viện nằm luôn đó.
chị mới rồi, nói nè. Được rồi, nhiêu đó được rồi. Cảm ơn chị ha. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, được rồi. Con nha.